Chào các bạn đến kênh xe bằng cách 24 giờ. SH Chanomi 2017 độ đầu tiên tại Việt Nam. Được giới thiệu cách đây hơn 10 ngày, chiếc SH Chanomi 2017 là chiếc xe tay ga hàng đầu của ông lớn Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe danh giá này ra mắt chính thức bước vào cuộc chơi xe tay ga trang bị ABS tại nước Đức hình chữ S. Cách đây hơn 1 ngày, chiếc SH 2017 đầu tiên tại Sài Gòn đã được giới thiệu ngày hôm nay, thì chiếc SH 2017 độ đầu tiên tại Việt Nam cũng đã xuất hiện, đã gây chung sao cho giới chơi xe. Được biết chiếc xe độ đình đám này hiện nay đã hợp hộ khẩu ở Hà Nội. Đây là một chiếc xe SH 150 2007 hiếm hoi được lăn bánh tại đất nước hình chữ S thời điểm hiện tại. SH 2007 được các tay chơi Hà Nội độ lại với phương châm tăng cường đồ chơi, nâng cấp khả năng vận hành và hiệu suất hoạt động. Về tổng thể, chiếc xe vẫn được giữ nguyên màu sơn và thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất. Xe được trang bị một số đồ chơi giá trị, nâng cao khả năng hoạt động cũng như nâng tầm chiếc SH 2007 lên một bậc cao mới. Ở phần trước, xe sử dụng bao tay gù lái Rexona, ta thắng CRR RC2 đẳng cấp. Phía sau được trang bị phuộc Hoilin thửa từ chiếc 300i. Lớp xe được khai mới mang tên là Michelin City Grip giá trị. Xe còn được tăng cường hàng loạt ốc titanium cùng với bô lê vin hoành tráng. Và sau đây là chi tiết chiếc SH 2007 độ đầu tiên từ Việt Nam. Xe sử dụng bao tay Rexona, gù lái Rexona, ta thắng CRR RC2, phuộc sau Hoilin đẳng cấp, bô lê vin cực chất. Chiếc SH 2017 được trang bị ABS cho cả hai bánh trước và sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.